gì rượu rồi? Mày muốn đợi mày nắp bướm luôn hay sao mày nhậu giống tao rồi đó. Trời ơi, sao tự nhiên bán nhà? Mày coi coi, sớm này mày bắt nghiệp. Đánh gì dách không ăn được nhiêu đó luôn á. Chém lộn. Mày đánh tao được chứ, mày đánh tao là mày chết mẹ mày với tao rồi. Mày thiên hạ để nhân cách. Nhóc, bây giờ thêm cử nhân tù tội về đây nữa. Con được xóa án tích rồi. Mày ở đây mày có lấy chồng cũng lấy nhầm thứ không ra gì. Ê, bộ thích thằng nào hay gì? Nè, cha Mạnh có gì để mày thích vậy? Tại ông Mạnh không giống ba tao hồi đó. Lúc ba tao chưa nghiện rượu cũng hay giúp đỡ người này người kia lắm. Con gái tao cho dù nó chết ế chết già tao cũng không cho nó làm suýt đi. Ba lo người ta chửi ba. Ba đâu có lo cho tôi về già tôi sống một mình. Không lo, ai lo, ai lo cho mày. Ba lo tôi quá. Đó tiền tôi giấu ở đây mà cũng lấy. Tôi giấu ở đây mà cũng lấy hết trơn á. Mất dạy. Suốt ngày say xỉn không có biết dạy con. Mở miệng bạn bạn thân thân rồi nó đẻ chồng tôi ra Trung Quốc. Mày tính làm tôi nhục nhã cỡ nào mày mới chịu hay không? Ông vì rượu, ông mất đi một người vợ. Còn tôi nè, tôi vì ông mà tôi mất cả gia đình đi nè. Cha đã phải cố gắng một mình chịu đựng để con ước mơ. Cha đã phải cố gắng làm tròn phần mẹ bên con đến giờ. Bà quyết định, bà thay đổi để bà được làm ba của con. Tôi thương ba. Thạch nhà ông á, vợ con gì chưa? Ồ, 41 tuổi chưa vợ con là ế rồi cha. Nghe, nhót nhà tôi cũng chưa chồng con gì nè. Hay tôi dám làm xui đi. Mẹ, ca này khó rồi.